Xin chào quý vị và các bạn. Sáng thứ Bảy cuối tuần, mưa ẩm vẫn là thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Do trời nhiều mây, còn mưa nên lúc này nhiệt độ ngoài trời tại Bắc Bộ khá thấp, chỉ từ 16 cho đến 18 độ, trời khá rét. Nên nếu quý vị phải lưu thông sớm thì cần mặc ấm và nhớ mang theo áo mưa để khỏi bị ướt. Đến khoảng trưa chiều nay, rãnh gió Tây gây mưa sẽ dịch chuyển dần ra ngoài biển, nên mưa sẽ giảm xuống cả về diện và lượng trên khắp toàn khu vực Bắc Bộ. Trời chuyển tạnh ráo dần, mức nhiệt sẽ có xu thế tăng dần lên. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ lên từ 19 cho đến 22 độ, còn ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ là từ 18 đến 20 độ. Xu thế giảm mưa cũng diễn ra ở các tỉnh miền Trung từ trưa chiều nay. Trời tạnh ráo và có nắng trên toàn miền, nhiệt độ theo đó cũng sẽ tăng lên. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở Thanh Hóa sẽ là 22 độ, tại Nghệ An, Hà Tĩnh là từ 23 đến 24 độ, từ Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là 25 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, nhiệt độ duy trì ở mức từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có nắng mạnh và nhiệt độ cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay. Trời nắng ngay từ sớm và kéo dài tới chiều muộn, nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông đều từ 29 đến 31 độ. Riêng Lâm Đồng, nhiệt độ ở mức là 28 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, nhiệt độ sẽ đạt mức 33 đến 34 độ. Ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ là từ 31 đến 33 độ. Trên biển, đáng lưu ý hơn cả đó là hiện tượng sương mù có khả năng xuất hiện vào sáng nay ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Các tàu thuyền cần phải lưu ý đề phòng khi lưu thông trên vùng biển này. Đối với khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới phổ biến mưa vài nơi, gió Đông, Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, có lúc lên tới cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 3 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.